Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin chấn động bất thình lình hôm qua, bất ngờ Mỹ nổi liên dội bom đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn, mất ngủ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, vào lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã phát lệnh cho không quân, hải quân của Hoa Kỳ phóng tên lửa và dội bom đánh sập một giàn khoan được cho là lớn nhất của phía Trung Quốc từ trước tới nay ở ngoài Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình đưa ra khi mà chính phủ của Trung Quốc đã lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang bận rộn chống dịch COVID-19. Bắc Kinh đã bí mật điều giàn khoan siêu lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 ra khu vực ở Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Hành động trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị Mỹ ngay lập tức phản ứng dữ dội. Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đã ủ âm mưu xấu xa và hèn hạ vì lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc chống con virus corona. Họ đã ngang nhiên đưa giàn khoan siêu to đem ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cho các nước trong khu vực Đông Nam Á và vùng biển quốc tế. Và trước tình hình khẩn cấp nói trên, Mỹ đã phát lệnh cho Hải quân của Hoa Kỳ xuất kích một máy bay B-52 ném bom và hai tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường phóng liên tiếp 6 quả tên lửa có gắn đầu đạn có sức công phá lớn, đánh sập giàn khoan siêu to mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc để thách thức chủ quyền của Bắc Kinh, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Bắc Kinh sẽ bị trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ trích dẫn lời một vị chỉ huy hải quân Hoa Kỳ, đô đốc có tên Davison cho biết chúng tôi được lệnh cắt giảm 1/4 quân số để trở về Mỹ, giúp bang Washington và New York hỗ trợ chính phủ chống dịch COVID-19. COVID Vũ Hán, COVID Tập Cận Bình và COVID Trung Quốc thì nhận được tin mật báo báo rằng Bắc Kinh đang cho một giàn khoan cỡ lớn mang nhãn hiệu Hải Nam 789 tiến ra ngoài Biển Đông. Tình báo của Mỹ còn cho biết đi theo bảo vệ giàn khoan trên còn có 7 tàu hộ vệ mang theo tên lửa dẫn đường và 51 tàu dân phòng, 60 tàu dân binh và 180 tàu đánh cá ngụy trang có mang theo vũ khí hạng nặng tiến ra Biển Đông quanh quần đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc nhận vơ là vùng biển của Bắc Kinh để khai thác dầu khí trái phép. Bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và nhận thấy điều trái ngang trên, chúng tôi đã cho máy bay B-52 và dàn tàu khu trục, tàu tuần duyên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa, mục đích là để ngăn chặn sự bành trướng của phía Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hành động của chúng tôi đã bị chống đối và chống trả một cách quyết liệt từ các tàu đi theo bảo vệ hộ tống giàn khoan trên của phía Trung Quốc. Vị chỉ huy Davison của Mỹ còn nói tiếp, lẽ ra chúng tôi chỉ ra ngăn chặn không cho phía Trung Quốc đem giàn khoan Hải Nam 789 khai thác trái phép dầu khí Biển Đông vì không muốn gây ra thương vong cũng như là tổn thất về mặt con người và trang thiết bị. Nhưng khi đối đầu nhau, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã tỏ ra rất hung dữ. Chúng cứ liên tục lao nhanh với tốc độ chóng mặt để gây hấn. Thậm chí có lúc tàu của phía Trung Quốc đã cho phun vòi rồng và bắn đạn thật. Trong số đó của con tàu do thám đã lao với tốc độ cực nhanh, chặn đầu định đâm va và ngăn chặn tàu của chúng tôi. Và trước tình hình cam go một mất một còn như vậy buộc chúng tôi ra quyết định không vây bắt, không ngăn chặn nữa mà cho dội bom và phóng tên lửa đánh sập luôn giàn khoan của phía Trung Quốc và sau 1 giờ 20 phút tấn công. Giàn khoan được cho là lớn nhất của Trung Quốc, cũng là giàn khoan lớn nhất trên thế giới mang tên Hải Nam 789 đã bị quân đội của chúng tôi đánh cho tan nát. Theo mô tả của vị đô đốc hải quân của Mỹ cho biết, khi giàn khoan trúng tên lửa và bom của Mỹ, các mảnh vỡ của nó bắn ra tứ tung cả một vùng biển, các cột khói bốc lên nghi ngút và chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Giàn khoan trên phía Trung Quốc đã bị tan nát và khi thấy không thể nào chống đỡ được, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã nhanh chóng cho tháo chạy về trú ẩn tại một cảng biển ở đảo Hải Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, giàn khoan mang nhãn hiệu Hải Nam 789 của phía Trung Quốc là giàn khoan cỡ lớn nhất nhì của thế giới ở thời điểm hiện tại. Nó là đàn anh của giàn khoan Hải Dương 981, 982 mà phía Bắc Kinh đã nhiều lần mang ra Biển Đông khai thác dầu khí trái phép. Theo các nhà quan sát cho biết, đây không phải là lần đầu tiên phía Trung Quốc đưa giàn khoan nói trên ra Biển Đông để xâm phạm chủ quyền các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây là lần thứ 6 Bắc Kinh muốn khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Các nhà quan sát còn cho biết tiếp, mỗi lần mà chính quyền ông Tập Cận Bình điều giàn khoan Hải Dương 981, 982 ra Biển Đông, các nước trong khu vực Đông Nam Á lại cho hải quân của nước mình theo dõi sát sao, đồng thời ra tín hiệu xua đuổi. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như có một bộ mặt rất dày khi họ không những không cho rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của các nước mà còn điều thêm tàu chiến tấn công lại hải quân của các nước như Malaysia, Singapore và Vanuatu. Chính vì điều đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như nội cộng đồng trên toàn thế giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với phía Bắc Kinh.
Thưa quý vị, dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, Biển Đông có vẻ dậy sóng hơn các thời Tổng thống Mỹ khác, khi mà Hoa Kỳ luôn có sự quan tâm đặc biệt tới Biển Đông, bằng chứng là việc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ liên tục xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bậc nhất trên thế giới này, đồng thời bảo vệ các nước trong khu vực trong bối cảnh Trung Quốc luôn mang giàn khoan, tàu chiến, tàu khảo sát, tàu khu trục, tàu sân bay đi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước. Vì thế, vụ việc vào đêm ngày hôm qua, giàn khoan siêu to mang tên Hải Nam 789 của phía Trung Quốc đã nhanh chóng bị hải quân của Hoa Kỳ đánh sập. Đó cũng là một điều cực kỳ rất dễ hiểu và rất may là Mỹ đã ra tay. Nếu không thì an nguy trong khu vực đã bị đe dọa và thế giới đã mất một lượng dầu khổng lồ vào tay của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho hay thì ngay sau khi biết giàn khoan của mình bị không quân, hải quân của Mỹ dội bom và phóng tên lửa đánh sập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của phía Trung Quốc, đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích thậm tệ chính phủ của Mỹ khi nói rằng 3/4 diện tích ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Điều đó đã được chính phủ của Bắc Kinh phân định với các nước trên thế giới bằng bản đồ đường lưỡi bò và đề nghị các nước cũng như là Mỹ cần tôn trọng luật pháp của Trung Quốc, đồng thời tôn trọng lãnh hải thuộc phạm vi đường chín đoạn trên. Ông Cảnh Sảng còn mạnh miệng tuyên bố tiếp, giàn khoan của phía Trung Quốc đang cho khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông, đó là vùng biển trong phạm vi 12 hải lý thuộc con đường lưỡi bò, vậy cứ làm sao mà phía Mỹ lại ra gây hấn. Điều đó là không thể nào chấp nhận được. Hành vi manh động trên của Hoa Kỳ có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, và khi đó Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, tờ báo Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng nếu như phía Mỹ không đưa ra những bằng chứng cụ thể chứng minh giàn khoan của Trung Quốc vi phạm vùng biển quốc tế hay vi phạm vùng biển của các nước nào đó trong khu vực thì Hoa Kỳ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bắc Kinh sẽ không bao giờ bỏ qua việc làm trên Mỹ và họ sẽ phải bồi thường cho Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc sẽ điều quân đội san phẳng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Vâng, thưa quý vị, đó là lời phát biểu mạnh bạo của người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ông Ngụy Phượng Hòa còn theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Bắc Kinh trong những năm vừa qua đã bị thiếu nguồn cung dầu khí một cách trầm trọng từ các nước ở Trung Đông bởi vì các nước này đang bị cấm vận từ phía Hoa Kỳ. Do đó mà đất nước gần 1,5 tỷ dân này đang khao khát dầu khí và dầu mỏ. Chính vì điều đó mà bất chấp dịch COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng, chính phủ của ông Tập Cận Bình vẫn cho giàn khoan siêu to ra ngoài Biển Đông để khai thác thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Một số ý kiến cho rằng giá dầu trên thế giới đang giảm mạnh. Theo một thống kê mới nhất vào chiều ngày hôm qua cho biết thì giá dầu trên thế giới đang ở mức $20 trên một thùng và đây được cho là một mức giá thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Các chuyên gia cho biết giá dầu còn tiếp tục giảm trong những ngày tới xuống dưới $20 trên một thùng bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang làm ảnh hưởng đến sự giao thương. Tuy nhiên, phía Trung Quốc được đánh giá là một nước tham vọng nhất trên thế giới khi liên tục muốn sở hữu một lượng dầu phi pháp ở ngoài Biển Đông, bất chấp dịch COVID-19, và đó chính là lý do vì sao mà Biển Đông đang rất dậy sóng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Mỹ tuyên bố duy trì hoạt động ở Biển Đông bảo đảm thịnh vượng cho tất cả chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ. Indopacom khẳng định, chính các hoạt động của Trung Quốc buộc Mỹ phải tiếp tục duy trì các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Phát biểu tại diễn đàn an ninh ASPEN ở Colorado hôm 19 tháng 8, Đô đốc Hải quân John C. Aquilino, Tư lệnh Indopacom cho biết, lực lượng này đặc biệt quan ngại khi chứng kiến các hành động, chứ không phải những tuyên bố của Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề. Trang tin chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ trích dẫn lời của ông Aquilino nói, chúng tôi quan ngại rằng các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến tất cả các nước trong khu vực, từ sinh kế của họ, dù đó là đánh bắt cá hay tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là những điều khiến tôi tin rằng, việc thực thi biện pháp răn đe tổng hợp của chúng ta phải diễn ra ngay bây giờ và với nhu cầu cấp bách. Theo ông Aquilino, hiện có nhiều quốc gia giáp Biển Đông và thêm nhiều quốc gia khác phụ thuộc vào vùng biển này để giao thương với khu vực. Sự thịnh vượng của tất cả phụ thuộc vào việc tiếp tục tự do tiếp cận vùng biển đó, trong khi các yêu sách trái phép của Trung Quốc đang đe dọa họ. Tư lệnh Indopacom nhấn mạnh, gần mùng 1 tháng 3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và mùng 1 tháng 4 thương mại toàn cầu có được là thông qua Biển Đông. Các quốc gia giáp biển cũng dựa vào nó để khai thác các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như đánh bắt cá. Ông Aquilino cho hay, Mỹ, một phần thông qua Indopacom, đang bắt tay cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực để giảm những căng thẳng tại đây. Theo quan chức này, cho đến nay, Mỹ đã hoạt động ở Thái Bình Dương hơn 80 năm và sẽ tiếp tục làm việc đó, kể cả nhằm duy trì các trật tự dựa trên những quy tắc thống nhất quốc tế mà nước này và mọi quốc gia Thái Bình Dương tuân thủ để bảo đảm hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
mưa liên tục trong hơn 10 ngày qua đã khiến nước ở hạ lưu sông Lạc tăng vọt. Dân làng ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nói với phóng viên của Epoch Times rằng những trận xả lũ ồ ạt đã khiến hai con đập ở thị trấn Triệu Độ bị phá hủy. Việc trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Còn theo báo cáo của giới truyền thông đại lục, thì kể từ ngày cuối tháng trước, huyện Đại Lệ, Vị Nam đã trải qua những trận mưa xối xả. Các sông Vị, sông Lạc trong khu vực đã liên tiếp xuất hiện những trận lũ vượt qua mức cảnh báo. Nước tràn bờ đê khiến hai con đập bị phá hủy, nước sông chảy ngược vào thành phố. Đã có khoảng 205.000 ha đất nông nghiệp bị ngập lụt và 29.362 người đã phải di tản và tái định cư. Huyện Đại Lệ có 129 ngôi làng bị ảnh hưởng, vụ thu hoạch mùa này bị thiệt hại nghiêm trọng. Một số dân làng nói với phóng viên của Epoch Times rằng tình hình thiên tai ở thị trấn Triệu Độ, làng Thạch Tào, làng Lộ An, làng Bình Dân, làng Vũ Lâm và những nơi khác còn nghiêm trọng hơn. Chính quyền bất ngờ đưa ra thông báo di tản, dân làng hốt hoảng bỏ nhà đi. Huyện Đại Lệ nằm ở phía đông của Bình Nguyên, Quan Trung, Thiểm Tây là khu vực hợp lưu của sông Hoàng, sông Lạc và sông Vị. Ông Tân Minh, một người dân ở làng Tân Tứ, thị trấn Triệu Độ cho biết, những năm trước, nước sông Hoàng có dâng lên nhưng vẫn ổn. Năm nay thì để bảo vệ Cam Túc và Hà Nam, lượng lũ xả ra quá lớn khiến đê ở huyện Đại Lệ không chịu nổi và đã vỡ. Ông Minh nói, cả làng bị ngập hoàn toàn, nước sâu khoảng 2,5m, nhà cửa, đồ đạc đều bị ngâm trong nước. Ông Minh kể lại rằng mưa bắt đầu vào khoảng ngày thứ 5 tuần trước do hệ thống thoát nước kém nên đã khiến nước tích tụ ở một số nơi. Nhưng vào lúc đó không có vấn đề gì lớn, khiến hôm thứ Năm tuần này, bọn họ phát hiện nước sông chảy xiết hơn. Tầm 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, lúc dân làng còn đang thu hoạch hoa màu ngoài đồng thì bất ngờ nhận được thông báo của thôn rằng phải đi di tản ngay. Mọi người đều vội vã và hoảng loạn, không có thời gian để về nhà lấy đồ, không mang theo được cái gì cả. Ông Minh cho biết vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng họ có thể quay trở lại vào ngày mai và sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nước chảy đến nhanh vô cùng, ông Minh nói. Khi ông di tản khỏi làng vào lúc 8 giờ thì thấy nước đã dâng đến tường nhựa, hơn chục phút sau thì nước đã cao đến một gang tay. Ông Tiết Phi, một nông dân ở thị trấn Triệu Độ nói với phóng viên rằng nước lên rất nhanh, thời gian di tản lại tương đối ngắn, gia súc lợn đều chết hết, những người nông dân bị tổn thất cực kỳ lớn. Gia đình tôi có hơn 100 con bò trị giá hàng triệu nhân dân tệ, tất cả đều mất sạch rồi, nhà cửa cũng vậy. Tâm huyết của cả một đời đều không còn nữa, đặc sản của huyện Đại Lệ là táo tàu, đã từng được chọn là sản phẩm nông nghiệp mới nhất chất lượng cao nổi tiếng Hàn Quốc. Táo tàu Đại Lệ là một sản phẩm nông nghiệp chỉ dẫn địa lý. Hầu hết dân làng địa phương đều dựa vào việc trồng táo để kiếm sống. Táo tàu của huyện Đại Lệ là loại tốt nhất trong cả nước với sản lượng nhiều nhất. Ông Minh nói, những cây táo tàu gần như đều bị nhấn chìm hoàn toàn. Nhà kính cũng bị ngâm trong nước, một số nhà kính bằng nhựa thì bị lũ ép lên cây táo mà đổ sập hết. Gia đình ông Minh đã trồng 25 mẫu táo tàu, không có cây nào sống sót, toàn bộ số cây bị ngâm trong nước đều đã hỏng. Ông cho biết, để xây dựng một nhà kính tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ, năm nay tôi đã lỗ 4-5 triệu nhân dân tệ, tâm huyết cả một đời kinh doanh đều không còn nữa rồi. Nghề cá tại địa phương này cũng bị thiệt hại khá lớn. Ông Trần Dĩnh ở thị trấn Chiêu Ấp, huyện Đại Lệ là người đứng đầu một doanh nghiệp. Khi được phóng viên của Epoch Times hỏi về thảm họa, ông nói, chúng tôi phải tuân thủ một số chính sách của chính phủ, có rất nhiều thứ chúng tôi không thể nói với truyền thông. Bạn có thể tin chính phủ để nói chuyện. Tuy nhiên, ông có cho biết, lúc đầu chúng tôi cũng để ý đến con đập, nhưng đột nhiên nước chảy rất lớn. Chúng tôi ban đầu là tự cứu lấy tài sản nhưng thực sự cứu không nổi nữa nên đành di tản. Chúng tôi không biết gì cả, cũng không biết thượng nguồn xả lũ ở đâu, thiệt hại thì nặng nề. Ông tiết lộ rằng ông sở hữu một ao cá, hàng chục nghìn con cá đã bị lũ cuốn trôi, gần 1 triệu nhân dân tệ đã bị mất trắng. Sau khi lũ rút, người dân các nơi đã liên tục gửi vật tư cứu trợ đến vùng thiên tai. Chính quyền ở địa phương yêu cầu quản lý và phân phối tập trung, nhưng một lượng lớn vật tư đã dừng tại chính quyền thị trấn mà chưa được phân phối. Chính quyền thị trấn không phân phát vật tư quyên góp đến tay người dân. Chúng tôi hy vọng rằng những món đồ quyên góp từ bên ngoài sẽ được trực tiếp gửi đến cho thôn, gửi đến thôn trưởng. Ông Minh cho biết có 10 ngôi làng ở thị trấn Triệu Độ đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lần này. Làng Tân Tư có hơn 2.500 người. Sau khi di tản, một số người đã đến lánh nạn tại nhà người thân bạn bè, một số người khác thì ở các khu tái định cư. Các khu tái định cư được bố trí ở những nơi không bị ngập lụt như sân trường học.
Do quá trình di tản gấp rút nên dân làng đều chỉ mặc một quần một áo. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, ban đêm nhiệt độ xuống thấp khoảng 5-6 độ, ban ngày cao hơn nhưng cũng chỉ khoảng 10 độ. Ông Minh nói, chúng tôi thiếu mền, quần áo, bông và nhu yếu phẩm. Hôm qua đã có hơn 100 người dân trong làng được bổ sung vào khu tái định cư chỗ ông, nhưng chính quyền chỉ cấp cho 40 chiếc mền, ban đêm ngủ cũng khó khăn. Điều kiện của các khu tái định cư khác nhau, có nơi thậm chí không có giường, chỉ có thể ngủ dưới đất. Ông Minh cho biết, mặc dù mọi người đã di tản được, nhưng họ rất lo lắng cho người nhà của họ. Nếu ngôi nhà bị sập, thiệt hại lần này sẽ quá lớn rồi. Xả lũ hay nước tràn bờ đê, chính quyền và người dân có ý kiến khác nhau. Trang CN West đưa tin rằng, Quý Vạn Tài, một chuyên gia từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, những trận mưa xối xả đã khiến mực nước ở lưu vực sông Hoàng, sông Lạc, sông Vị dâng cao. Ba dòng nước hội tụ nhưng hệ thống thoát nước không tốt, cuối cùng đã khiến lũ tràn bờ đê và đổ ra huyện Đại Lệ. Phóng viên của Epoch Times đã tìm kiếm trên mạng xã hội và thấy không ít dân làng ở các khu vực thiên tai như huyện Đại Lệ và thị trấn Triệu Độ đã đăng các bài viết nói rằng, thượng nguồn bảo vệ Cam Túc, hạ nguồn bảo vệ Hà Nam, nên Thiểm Tây đã mở cửa xả lũ lần thứ hai, lũ tràn qua Đại Lệ và khiến đập bị vỡ. Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Đại Lệ. Nhân viên cho biết lần này họ không xả lũ, nguyên nhân thì giới truyền thông đều đã nói rõ. Phóng viên tiếp tục gọi cho Sở Phòng chống lụt bão thành phố Vị Nam. Một nhân viên nữ đã từ chối bình luận, chỉ nói rằng bộ phận tuyên truyền đã trả lời rồi, đồng thời cung cấp số điện thoại di động của một giám đốc họ Nhậm, nhưng phóng viên không gọi được. Theo báo cáo, tính đến 22 giờ ngày thứ 6 tuần qua, đã có tổng cộng 329.000 người ở Đại Lệ, Vị Nam bị ảnh hưởng và 641.000 ha đất nông nghiệp đã bị ngập lụt. Lũ lụt đã làm hư hại đường xá, hệ thống thủy lợi, điện lực và các cơ sở hạ tầng khác. Thống kê sơ bộ cho thấy, thiệt hại kinh tế của thảm họa lần này là 641 triệu nhân dân tệ. Cho đến thời điểm đăng bài báo này, vẫn chưa thấy số liệu cập nhật mới hơn về tình hình thiên tai. Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu các thảm họa, nên tình hình thực tế không được thế giới bên ngoài biết đến. Trước đó, Thiểm Tây đã phải hứng chịu một trận lũ lụt. Theo báo cáo, đã có 985.000 người tại 8 thành phố chịu ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế vào khoảng 4,68 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt là 5 quận và huyện, trong đó có Lạc Nam ở thành phố Thượng Lộc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 148.500 người ở 69 thị trấn đã bị ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế là khoảng 3,4 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, trận mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Bảy đã gây ra lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Quốc lộ 223, con đường chính ở Vân Xuyên đã bị lụt vào Chủ nhật. Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ rất khó để sửa chữa con đường trong thời gian ngắn. Đoạn sạt lở nằm giữa Vân Xuyên và Yên Siêu, quốc lộ 213 là con đường chính nối Cam Túc ở phía Bắc với Vân Nam ở phía Nam tỉnh Tứ Xuyên, đóng vai trò then chốt trong công tác cứu hộ sau trận động đất ở Vân Xuyên. Tuy nhiên, do đường bị sạt lở nên không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Theo các báo cáo, trận mưa lớn đã gây ra ít nhất 5 vụ lở đất và một đoạn đường chính ở thị trấn Jing Shu cũng bị chôn vùi. Tại huyện Mao, Tứ Xuyên ít nhất 22 người mất tích khi một trận lở đất chôn vùi ký túc xá của một nhà máy hóa chất vào sáng Chủ nhật. Tại Quý Châu và Quảng Tây, ít nhất 68 người bị mắc kẹt dưới lòng đất trong một vụ tai nạn khai thác mỏ. Thưa quý vị, bão số 5 còn ở xa nhưng mưa lớn đang gây ra thảm họa. Trung tâm ứng phó thiên tai Trung ương đã bị hạ cấp xuống cấp 2. Hôm nay, theo thống kê mới nhất, có tổng cộng trong số 414 thảm họa thiên tai trên cả nước, thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc lần lượt chiếm 243 và 126 trường hợp sạt lở đất trên quốc lộ 7 Đài Loan ở thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan đang được tích cực dọn dẹp. Trung tâm ứng phó thảm họa Trung ương đã tổ chức báo cáo công việc lần thứ 5 vào sáng ngày thứ 6. Cục Khí tượng Trung ương cho biết cơn bão số 5 đang dần rời khỏi Trung Quốc. Nhưng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên có khả năng xảy ra mưa bão cục bộ. Phía Bắc và Đông Bắc đào viên có mưa to hoặc mưa rất to. Trong đó, từ đêm nay đến ngày mai, phía Bắc và phía Bắc Jigitan sẽ liên tục có mưa xối xả, gió sẽ mạnh hơn ở nhiều nơi trong hôm nay và ngày mai. Về giám sát thiên tai, Sở Cứu Hỏa cho biết tính đến 9 giờ sáng nay, cả nước có tổng cộng 414 thiên tai. Trong đó, thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc lần lượt chiếm 243 và 126. Để đối phó với thảm họa sạt lở đất gần biệt thự Bá Tước ở quận Tây Chi, thành phố Tân Bắc, vẫn còn 17 hộ gia đình và 70 người chưa sơ tán vào ngày hôm qua. Sáng nay đã xác nhận rằng tất cả người dân đều an toàn và chính quyền thành phố Tân Bắc sẽ thảo luận về các biện pháp tiếp theo.
Ngoài ra, vụ lở đất ở thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan đã khiến một số tuyến đường trên quốc lộ 7 bị sạt lở, khiến cả hai hướng không thể lưu thông. Tổng cục Đường cao tốc đã gấp rút dọn vỉa hè và sơ tán phương tiện khỏi biệt thự Kỳ Lân. Vào khoảng 7 giờ tối qua, tại quận Noãn Noãn của thành phố Cơ Long, dòng bùn tràn vào một nhà dân cư, 18 người thuộc 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được sơ tán và chuyển đến sống trong một khách sạn. Bộ Truyền thông cũng đề cập rằng tổng cộng 4 con đường tỉnh lộ đã bị đóng cửa do thiên tai, bao gồm quận Phú Sinh ở thành phố Đào Viên trên đường số 7, đoạn Ba Linh – Đa Man, 2 địa điểm trên đường số 7 thuộc thị trấn Đại Đồng, Yalan County, đoạn Ưng Thị và Đài Đông, Lian, Hai Đua San Tai, 20 Lai, 181 ca. Theo thống kê lũ lụt quốc gia, Bộ Kinh tế cho biết tính đến gần 8 giờ sáng nay, số liệu cho thấy có tới 183 nơi, riêng Bắc Sư vẫn còn 19 nơi nước chưa rút. Ngoài ra, số hộ gia đình bị mất điện là 3.631 hộ, còn 256 hộ cần khôi phục. Số hộ không có nước sinh hoạt là 1.900 hộ, tất cả đều đã được khôi phục. Vào tối ngày thứ Năm tại Vũ Hán, Giang Tô và một số khu vực khác đã xảy ra thời tiết cực đoan như dông, mưa đá, lốc xoáy. Trong đó, tại huyện Thái Điện, tỉnh Vũ Hán đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh cấp 9, khiến 16 người mất liên lạc, 61 người bị thương. Lốc xoáy tại thị trấn Thịnh Trạch, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô khiến 8 người chết, 42 người bị thương. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vào lúc 20 giờ 39 phút ngày thứ Năm vừa qua, tại huyện Thái Điện, tỉnh Vũ Hán đã xuất hiện một cơn lốc xoáy mạnh cấp 9 với sức gió 27,9 m/s. Một số ngôi nhà trong thôn bị hư hại nghiêm trọng, một lượng lớn cây cối bị đổ gãy và có rất nhiều người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, hiện có 16 người bị mất liên lạc, 61 người khác đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Cục Khí tượng Vũ Hán thông báo, từ 8 giờ đến 22 giờ ngày thứ Năm, hầu hết tại thành phố Vũ Hán đều xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, trong mưa kèm theo dông, mưa đá. Một cư dân mạng cho biết trên Weibo rằng tối nay ở thành phố Thái Điện, Vũ Hán có sấm chớp, gió giật cấp 10, mưa to, mưa đá lớn. Mưa đá to như đá cuội và lớn nhất là bằng một quả trứng gà. Mái nhà và xe của một số người dân đã bị đập hỏng. Không chỉ ở Vũ Hán, cũng vào tối cùng ngày tại thị trấn Thịnh Trạch, huyện Vũ Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh cấp 8 đến cấp 11 kèm theo sét mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều ngôi nhà và công trình bị hư hại. Trên Internet lan truyền đoạn video ghi lại cảnh lốc xoáy ở thị trấn Thịnh Trạch cho thấy gió mạnh thổi tung nhiều vật dưới đất. Lá cây bay lơ lửng trên không trung, sấm chớp liên tục xuất hiện trên bầu trời. Đoạn video trên đã khiến nhiều người hoảng sợ. Thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn cũng đã bắt đầu xuất hiện ở Thượng Hải cũng vào tối ngày thứ Năm. Gần đây, nhiều nơi ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử thường xuyên xảy ra hiện tượng thời tiết dị thường. Trước đó vào chiều ngày Chủ nhật, bầu trời Vũ Hán đột nhiên tối sầm như ban đêm, sau đó mưa như trút nước, nhiều nơi ở Vũ Hán bị ngập nước, cây cối đổ ngổn ngang bên đường, nhà ga xe lửa Vũ Hán bị nước chảy vào rất nghiêm trọng. Mưa to, gió lớn, trời tối sầm khiến bầu trời Vũ Hán trông đáng sợ như cảnh tượng ngày tận thế. Thưa quý vị, theo các bản tin cho biết, trong 3 ngày liên tiếp có lượng mưa rất lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người buộc phải sơ tán. Một hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin vào đầu giờ ngày thứ Tư rằng có 45 người đã thiệt mạng. Đài Trung Quốc Tự Do đưa tin trên tài khoản Twitter Trung Quốc chính thức rằng số người tử vong ít nhất là 45 người. Tin tức địa phương cho biết, kể từ hôm thứ Hai, lượng mưa rất lớn đã gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn rất lớn, cũng như các chuyến bay và các tuyến đường sắt cao tốc bị trì hoãn hoặc chậm trễ. Theo những bản tin này, một số người đi tàu điện ngầm và người dân chưa xác định là đã chết đuối hoặc bị dòng nước mạnh cuốn đi và những chiếc xe hơi cũng bị cuốn trôi trên đường phố. Tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, bên bờ sông Hoàng Hà, với dân số hơn 10 triệu người, một đoạn video ngắn cho thấy những người đi tàu điện ngầm bị mắc kẹt trong một toa tàu điện ngầm bị ngập nước, dừng di chuyển giữa trạm Hải Than Tự và trạm đường xa khẩu. Các hành khách cuối cùng đã được giải cứu. Một nhân chứng tại chỗ cho biết một số thi thể được đưa ra khỏi toa tàu dường như đã tử vong. Một người khác dường như đã được hồi sức tim phổi. Nhiều lối vào tàu điện ngầm cũng đóng cửa trong bối cảnh lượng mưa vẫn tiếp tục. Theo các bản tin, những nơi này bao gồm ga F đến ga Thập Lý Bảo phía đông dọc theo tuyến tàu điện ngầm số 4 trong thành phố.
Hôm thứ Ba, xe buýt điện trong thành phố cũng ngừng hoạt động kể từ 2 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương. Một blog nhỏ của quan chức địa phương cho biết, cơ quan phòng chống và kiểm soát lũ lụt của thủ đô đã nâng cấp cấp độ ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 đến cấp 1 từ 5 giờ chiều hôm thứ Ba. Tính đến thứ Ba, 5 trạm thời tiết quốc gia trong tỉnh đều đạt lượng mưa cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp kể từ khi bắt đầu hoạt động, lần lượt nằm ở Tung Sơn 612,2mm, Củ Nghĩa 458,9mm, Tân Mật 424,8mm, Yên Sư 390,4mm và Đăng Phong 388,3mm. Mức kiểm soát lũ lụt đã bị vượt quá ở 35 hồ chứa lớn và trung bình ở Hà Nam. Thiên tai lũ lụt nghiêm trọng có khả năng xảy ra trên các con sông ở khu vực miền núi khi mưa tiếp tục diễn ra. Mức độ ứng phó khẩn cấp của tỉnh đã được nâng cấp từ 4 lên cấp 3 kể từ 4 giờ chiều hôm thứ Ba theo giờ địa phương. Theo thống kê chính thức, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 168.000 người ở 21 quận và huyện thuộc quản lý của những thành phố cấp tỉnh như Bình Định Sơn, An Dương, Tiêu Tác, Tam Môn Hạp, Nam Dương, Tín Dương, Chu Khẩu và Chú Mã Điếm. Với hơn 10.800 ha cây trồng bị ngập và thiệt hại tài chính trực tiếp hơn 81 triệu nhân dân tệ, khoảng 12,2 triệu đô la Mỹ. Hôm thứ Ba, tại thị trấn Mễ Hà, thành phố Củ Nghĩa, con đường dẫn đến thị trấn đã bị phá hủy. Một cột tín hiệu thông tin liên lạc địa phương cũng bị hư hại. Các bộ phận của cột tín hiệu này đã bị cắt. Hồi 10 giờ sáng hôm thứ Ba, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão cấp 3 là màu da cam. Dự báo rằng mưa xối xả và mưa như chút sẽ đổ bộ vào phía Bắc, Trung tâm và Tây Hà Nam, Nam Hà Bắc, Đông Nam Sơn Tây và các khu vực khác. Cảnh báo cho biết những trận mưa lớn sẽ tấn công một phần phía Bắc Hà Nam với lượng mưa 350-400mm trong vòng 24 giờ, từ 2 giờ chiều ngày thứ Ba đến 2 giờ chiều ngày thứ Tư. Quý vị thân mến, gần đây, do thời tiết cực đoan xảy ra ở nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục, nên Tổng cục Khí tượng Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 4. Mưa xối xả khiến giao thông hỗn loạn và trường học ở Bắc Kinh phải đóng cửa. Cư dân ở tỉnh Hà Bắc bám chặt vào những thân cây để tránh bị nước lũ cuốn đi và lũ lụt ở Tứ Xuyên đã cuốn trôi một số tàu bè. Bắc Kinh bắt đầu chứng kiến lượng mưa lớn từ khoảng 11 giờ 30 phút tối hôm thứ Bảy với lượng mưa trung bình ngập sâu hơn 30cm. Lượng mưa ở ngôi làng mới Bàng Sơn, quận Bàng Sơn, Bắc Kinh ngập vượt quá 51cm. Sấm chớp và sấm sét nổ ra khắp nơi. Ở một số nơi, những tia sét liên tục và dữ dội thậm chí còn làm sáng cả bầu trời. Mưa bão khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời khiến hơn 760 chuyến bay bị hủy và các chuyến tàu bị hoãn. Hôm Chủ nhật, tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời đều bị đình chỉ. Các đường phố của thành phố Vũ An ở tỉnh Hà Bắc cách Bắc Kinh 310 km trông như những dòng sông khiến cho một số phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan này đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, tích tụ lượng mưa, nhiễu động mạnh và nguy cơ ngập lụt rất cao. Theo bản tin của Đài quan sát cho biết, từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật, mưa lớn đã xảy ra ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông và những nơi khác. Trong đó, ở vùng Trung và Nam Hà Bắc, Đông Nam Sơn Tây, Bắc Hà Nam và Tây Bắc Sơn Đông có mưa lớn bất thường với lượng mưa từ 100-150mm. Lượng nước mưa tích tụ đạt mức từ 250-300mm ở một số khu vực, mưa lớn kèm theo dông lốc từ cấp 8 đến cấp 10 và một số nơi ở Hà Bắc có kèm theo mưa đá. Trước đó, thành phố Truy Bắc ở tỉnh Sơn Đông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá và mưa lớn, cành cây, xác lá vương vãi khắp các con đường ngập trong nước. Theo các bức ảnh từ những cư dân mạng cầm trên tay viên đá cho thấy, hạt mưa đá rơi xuống vào ngày hôm đó có kích thước to hơn một quả trứng. Trận bão dữ dội ngày hôm đó cũng gây ra sự cố sập 2 ngôi nhà di động tại một công trường xây dựng ở thành phố Tây Nam, khiến hơn 52 người bị mắc kẹt và sau đó đã được sơ tán. Tối ngày thứ Sáu, lượng mưa lớn tại khu danh thắng Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây đã gây ra lũ quét. Một người được tìm thấy đã thiệt mạng trong khi 3 người khác bị thương. Ở miền Nam Trung Quốc, các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác cũng liên tục hứng chịu lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, khiến mực nước sông ở một số khu vực dâng cao đột biến. Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn này đã khiến hơn 145.000 người dân ở Tứ Xuyên bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Từ 8 giờ sáng hôm thứ Sáu đến 2 giờ chiều hôm thứ Bảy, thành phố Ba Trung ở tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu những trận mưa lớn. Tất cả 210 trạm quan sát thủy văn trong thành phố đều ghi nhận lượng mưa vượt quá 100mm, trong đó 122 vị trí vượt quá 210mm và 2 vị trí khác vượt quá 395mm. Mực nước ở huyện Thông Giang trực thuộc thành phố Ba Trung dâng lên nhanh chóng và nước bùn màu vàng tràn lên bờ sông. Những chiếc xe hơi đậu trên bờ sông giống như những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương trôi theo dòng nước, khiến nhiều người bị mắc kẹt trên nóc của những chiếc xe hơi này. Dòng nước tràn xuống núi đồng thời khiến những tảng đá khổng lồ rơi xuống đường cao tốc địa phương. Một đoạn video từ Tứ Xuyên đã ghi lại cảnh những chiếc thuyền và tàu mất lái trong dòng nước lũ và lao thẳng xuống thác nước. Chiều hôm thứ Bảy, gần đập trạm điện Sơn Giang ở quận Ba Châu, Ba Trung, Tứ Xuyên, mực nước đã vượt qua độ cao của đập và tạo thành một thác nước chảy xiết với độ cao gần 12m. Nhiều tàu thuyền bị kéo qua đập và ngay lập tức bị nuốt chửng bởi những con sóng khổng lồ bên dưới. Cư dân mạng chụp được cảnh này đã phải thốt lên kinh hãi. Một cảnh kịch tính cũng diễn ra ở Nam Kinh, Giang Tô hôm thứ Bảy khi một nhóm cán bộ chính quyền và nhân viên đang tổ chức cuộc họp tuyên dương của Trung Quốc bên trong một khán phòng. Cơn mưa lớn bất ngờ khiến khán đài bị dột và làm ướt cả khán đài. Trong khi các thành viên dự họp đã vội vã tránh mưa và một số người đã sử dụng dù che mưa. Kính thưa quý vị, sáng hôm qua, làng Xin Mô, thị trấn Đia Si, huyện Mao, tỉnh Tứ Xuyên, một ngọn núi cao bị sập. Không chỉ toàn bộ ngôi làng bị chôn vùi khi núi đổ sập mà một dòng nước cũng bị chặn, một số lượng lớn các đoạn đường cũng bị cuốn trôi. Tin tức mới nhất là quan chức này thông báo có 34 người đã chết và 103 người mất liên lạc, nhưng hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, không rõ toàn thôn có bao nhiêu người ở nhà. Vụ sập núi xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, ngày thứ Bảy. Địa điểm xảy ra vụ sập núi nằm ở làng Xin Mô, khu tự trị dân tộc A3 và Khương, tỉnh Tứ Xuyên, gần danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng thảm họa đã khiến hơn 50 ngôi nhà, nông trại bị chôn vùi, 171 người mất liên lạc, 2 km sông bị chặn tạo thành hồ chứa và 1.900 mét đường bị chôn vùi. Một nhân viên của thị trấn DAC cho biết dân số chính thức của ngôi làng Simo bị chôn vùi là 34 người. Trận lở núi xảy ra vào kỳ nghỉ hè nên có thể có nhiều trẻ em ở nhà hơn bình thường. Cũng có thể có khách du lịch bị mắc kẹt trong làng. Một số quan chức cho biết số người bị chôn vùi chính xác vẫn đang được thống kê. Kiểu Đại Soái, một người dân sống sót ở làng Xin Mô cho rằng đây chỉ là một vết thương ngoài da, những vết thương lớn khác đều chưa ổn. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Một ngôi làng có hàng chục hộ gia đình và tất cả đều bị nghiền nát. Truyền thông đại lục cho biết vụ sập núi là do mưa lớn gần đây, tuy nhiên một số người dân cho biết trước đó không có dấu hiệu sập. Vào tối ngày thứ Bảy, mưa dông cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, khiến hơn 40 chuyến bay của sân bay Giang Bắc ở Trùng Khánh đã phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay khác, khu nội đô ngập trong biển nước. Cơn bão ở Tứ Xuyên cũng kéo theo mưa đá, khiến 25.000 du khách tham gia lễ hội đèn lồng tự cống bị mắc kẹt và sau đó phải sơ tán. Trước đó, ở nhiều tỉnh thành khác còn có tuyết rơi, dông lốc. Theo truyền thông Trung Quốc, vào tối ngày thứ Bảy, thời tiết cực đoan bất ngờ xuất hiện ở một số thành phố tại Tứ Xuyên như thành phố Giản Dương, Xạ Hồng, Nội Giang, Long Sương. Từ 21 giờ đến 22 giờ đêm hôm qua, các khu vực này xuất hiện mưa đá, gió giật từ cấp 6 đến cấp 9, mưa lớn kèm sấm sét cục bộ. Cùng ngày ở Trùng Khánh cũng có mưa dông lớn. Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh đã đưa ra 9 cảnh báo thời tiết khắc nghiệt từ buổi tối cho đến 22 giờ 22 phút đêm ngày thứ Bảy. Theo báo cáo, do mưa lớn, hơn 40 chuyến bay từ sân bay Giang Bắc Trùng Khánh đã tạm thời phải chuyển hướng đến các sân bay khác. Một số chuyến bay đã bị hủy. Một đoạn video trên mạng cho thấy khu vực nội thành Trùng Khánh bị ngập nước nghiêm trọng. Các phương tiện đi trên đường như con thuyền đang rẽ sóng. Ở một cảnh khác là một chiếc taxi bị ngập gần hết, chỉ còn trơ lại phần nóc xe. Kể từ cuối tháng trước đến nay, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ hôm thứ Ba tuần trước đó đến thứ Bảy tuần vừa qua, một số nơi ở các tỉnh thành gồm Vân Nam, Thượng Hải, Quý Châu, Cam Túc lần lượt bất ngờ xuất hiện mưa đá to như những quả nắm tay đầy khắp mặt đất. Hay ở Giang Tô và Cát Lâm còn xuất hiện gió lốc cuốn phăng mái nhà, bảng hiệu và cây cối. Đặc biệt là hôm thứ Năm, vào thời điểm chỉ cách 6 ngày nữa là tới ngày lập hạ, một số khu vực ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc còn có tuyết rơi.
cư dân mạng không khỏi cảm thán, thời tiết cực đoan, dị thường liên tục xuất hiện, cảm giác như bốn mùa đều không còn nữa. Kính thưa quý vị khán giả, theo Trung tâm Thủy văn và Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang cho biết, nước lũ đã vượt qua mức an toàn lên tới 4,15 m trên khắp 16 trạm quan trắc ở tỉnh Hắc Long Giang vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. Trong đó, 13 trong số 16 trạm quan trắc này nằm dọc theo sông Hắc Long, 2 trạm dọc theo sông Nội Giang và 1 trạm tại sông Hồ Mã. Một chính quyền địa phương cũng đã xác nhận rằng 8 trong số 16 trạm đang trong tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt mức an toàn, tức mức nước lũ tối đa theo thiết kế. Khu vực Tam Đạo Tạp, Trương Địa Dinh Tự, Trường Phát Đồn Giang của sông Hắc Long Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vượt quá mức cảnh báo 4,06 m, cao hơn khoảng 1,9 m so với mức đảm bảo an toàn. Vào lúc 11 giờ 31 phút sáng ngày thứ Bảy, Ủy ban Thủy lợi sông Tùng Liêu thuộc Bộ Thủy lợi đã lại ban hành báo động lũ mức màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo lũ 4 cấp của Trung Quốc. Lũ ở sông Hắc Long Giang đạt đỉnh ở mức 102,7 m đổ vào huyện Hô Mã lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, vượt quá mức cảnh báo khoảng 3,53 m. Sông Hắc Long và sông Nội Giang là hai con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc. Sông Hắc Long hay còn gọi là sông Amur ở Nga là con sông dài thứ 10 trên thế giới. Các con sông trong tỉnh Hắc Long Giang được chia thành hai bộ phận do hai cơ quan khác nhau là Ủy ban Thủy lợi sông Tùng Liêu thuộc Bộ Tài nguyên Thủy lợi và Trung tâm Thủy văn và Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang phát đi các báo động lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành một phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 hôm Chủ nhật tuần qua đối với trận lũ lớn đầu tiên của năm nay trên sông Nội. Cô Lữ Diêu, một cư dân địa phương ở huyện Tháp Hà, Hắc Long Giang, nói với The Epoch Times rằng những ngôi nhà ở dọc ven sông ở huyện Tháp Hà đã bị nước lũ cuốn trôi và hoa màu cũng bị ngập. Ngay cả khi nước đã nhanh chóng rút đi thì vẫn quá thời vụ để trồng lại. Cô cho rằng vụ lúa địa phương sẽ mất mùa trong năm nay và giá gạo có thể sẽ tăng. Cô Lữ cho biết khí hậu năm nay ở quê cô đặc biệt bất thường. Trong những năm trước, trời trở nên khá ấm áp sau ngày đầu tháng trước, nhưng năm nay trời có phần lạnh hơn đến cuối tháng này. Hơn nữa, đã có hai trận lốc xoáy trong năm nay đều chưa từng xảy ra ở khu vực này trước đây. Cô Lôi Dĩnh, một nhân viên tại Bộ phận Bảo tồn nước địa phương ở thành phố Hắc Hà, nói với The Epoch Times rằng đã có những trận mưa xối xả tại Hắc Long Giang trong năm nay khiến mực nước sông dâng cao. Các nhà khí tượng học địa phương cho rằng đó là do xoáy cực từ Bắc Cực, một luồng khí lạnh xoáy với tốc độ cao. Cô Lôi tiết lộ rằng không có nhiều mưa ở lưu vực sông Hắc Hà trong năm nay, nhưng thượng lưu của sông Mạc Hà đã hứng lượng mưa của một tháng chỉ trong một ngày. Hậu quả là nước tràn lên bờ đã phá hủy hoàn toàn nhà cửa và ruộng đồng ven sông. Cô được biết là tất cả 5,642 người từ 25 ngôi làng ở 3 huyện dọc con sông này đã được sơ tán. Vấn đề trọng tâm hiện nay là bảo tồn nguồn nước khỏi bị ô nhiễm do lũ lụt bằng cách đắp các con đê cao lên, cô Lôi nói. Các quan chức chính quyền địa phương đang rất hoang mang vì họ phải bảo đảm không có tin xấu nào trước lễ kỷ niệm 103 năm của Trung Quốc. Nhiều người đã làm việc cả ngày lẫn đêm trong nhiều ngày liên tục để bảo đảm an toàn cho con đê. Thật là mệt mỏi, cô nói. Thưa quý vị, hôm đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa lặp lại khẩu hiệu cũ của mình trên thành lầu Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Giang Sơn này chính là nhân dân chính là Giang Sơn này. Nhưng chế trêu thay, trong khi người dân trên khắp Trung Quốc đang phải hứng chịu nạn lũ lụt, vậy mà không một lãnh đạo cao cấp nào của Trung Quốc thậm chí quan tâm đi thăm hỏi bất cứ một khu vực nào đang bị thiên tai. Hình ảnh người dân đi bộ dọc theo sông Dung Giang khi mực nước sông dâng cao sau trận mưa lớn ở huyện Dung An thuộc khu vực Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc cho thấy lũ lụt đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc, chẳng hạn như Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây và những nơi khác ở các mức độ khác nhau như nhiều video trực tuyến gần đây đã tiết lộ. Sau trận mưa lớn hôm đầu tháng, thủ đô Bắc Kinh cũng ngập trong biển nước. Các hãng thông tấn của chế độ này chỉ đơn thuần là chơi trò chơi phớt lờ và tiếp tục đưa tin về lễ kỷ niệm của Đảng Đỏ. Đúng hơn là các bộ máy tuyên truyền của chế độ này chỉ tập trung vào thảm họa ở hải ngoại mà thôi. Chẳng hạn hôm vừa qua Tân Hoa Xã đưa một loạt tin tức tiêu cực từ hải ngoại như báo cáo tại hiện trường khoảng 20 người mất tích sau trận lở đất ở thành phố Atami, Nhật Bản, tai nạn máy bay quân sự ở Philippines, 40 người được giải cứu, cháy rừng ở Cyprus làm 4 người thiệt mạng.
đối với các thảm họa trong nước, các hãng thông tấn cộng sản chỉ đơn giản là tránh đưa tin về những cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia về đại dịch. Tân Hoa Xã cũng tàng lơ thông cáo báo chí từ Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc MEM về cảnh báo bão kèm theo mưa lớn nghiêm trọng trong 3 ngày tới. Mãi cho đến hôm thứ Năm, kênh truyền thông này mới chịu đưa tin khi MEM đưa ra cảnh báo tương tự một lần nữa. Cảnh báo này bao gồm các khu vực ở phía Nam hạ lưu sông Dương Tử, phía Đông Nam Trung Quốc, phía Đông Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc, Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc, Đồng Bằng Bắc Trung Quốc, nơi sông Hoàng Hà chảy qua Đông Bắc Trung Quốc. Tất nhiên, Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc không thực sự chuyên tâm dốc vào sự việc này. Sau bản tin hôm thứ Hai đầu tuần thì họ cũng không có thêm báo cáo nào về các thiên tai trong nước hoặc bất cứ thông tin cụ thể về lũ lụt hoặc phương án phòng chống thiên tai nào của họ. Hôm thứ Năm, khi cảnh báo tương tự được đưa ra một lần nữa, Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc nhấn mạnh các hướng dẫn của ông Tập về công tác phòng chống lũ lụt. Đối với những nơi lũ lụt, thiệt hại đối với các công trình dọc bờ đê ở các đoạn sông Amur ở Đông Bắc Trung Quốc chỉ là vô tình được tiết lộ mà thôi. Năm ngoái, lũ lụt ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc kéo dài từ đầu tháng này đến cuối tháng 8. Cuối cùng thì ông Tập cũng xuất hiện ở tỉnh An Huy khi lũ đã rút xuống. Tôi tin rằng ông ấy sẵn sàng để tuyên bố thắng lợi trong trận chiến chống lũ. Tuy nhiên, duy chỉ có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Trùng Khánh cùng lúc đó, lội qua bùn và thị sát bãi ngô mục nát. Việc tuyên truyền về thắng lợi chống lũ lúc ấy chỉ còn cách ngừng lại mà thôi. Bây giờ lại là mùa lũ ở Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hầu như đều đang che đậy thông tin liên quan. Giới lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc giả vờ như không biết, vậy nên theo lẽ dĩ nhiên cũng chẳng cần phải đến thăm khu vực thiên tai nữa. Đối với đại dịch hiện nay, bộ máy tuyên truyền này đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng ở trong nước. Sau khi hàng chục nghìn người tập trung tại quảng trường Thiên An Môn hôm thứ Tư để dự tiệc mừng 103 năm ngày thành lập Trung Quốc, thì một đợt bùng phát khác chắc chắn sẽ xảy ra. Chứng kiến những trận lũ lụt đang tiến triển với quy mô lớn hơn trên khắp Trung Quốc, liệu quân đội Trung Quốc có được điều động để chống lại lũ lụt hay không có thể là phản ánh trung thực của đợt dịch này. Giới lãnh đạo cao cấp không quan tâm gì đến các khu vực bị thiên tai và thậm chí cũng chẳng buồn diễn trò nữa. Rõ ràng, giang sơn đỏ này chưa bao giờ vì nhân dân cả. Tác giả Trung Nguyên là một nhà nghiên cứu tập trung vào hệ thống chính trị của Trung Quốc, quá trình dân chủ hóa ở quốc gia này, tình hình nhân quyền và sinh kế của công dân Trung Quốc. Ông bắt đầu viết bài bình luận cho The Epoch Times Hoa ngữ vào 3 năm trước. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã đệ trình một khiếu nại nghiêm khắc đối với đài BBC của Anh Quốc vì việc đưa tin của đài này về trận lũ lụt ở Hà Nam cũng như một tuyên bố của đài này. Việc cách mà các ký giả ngoại quốc đã bị Trung Quốc đối xử, người đứng đầu ban liên lạc của BBC World Service đã từ chối bình luận về hành động này. Đài truyền hình này đã nói trong một tuyên bố vào tháng trước rằng Trung Quốc nên hành động ngay lập tức để ngăn chặn các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho các ký giả ngoại quốc. Câu lạc bộ phóng viên ngoại quốc của Trung Quốc nói rằng các ký giả từ một số hãng truyền thông đưa tin về trận lụt này đã bị sách nhiễu trên mạng cũng như bị cư dân địa phương sách nhiễu, trong đó một số người đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trên trang web chính thức của mình, tuyên bố của BBC đang chuyển trắng thành đen. Cơ quan này nói rằng các báo cáo của BBC về lũ lụt ở Hà Nam chính là một sự tấn công vào Trung Quốc và bị thành kiến mà không đưa ra thêm chi tiết nào. Các quan chức cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt hồi tháng trước ở Hà Nam đã tăng lên 350 người hôm thứ Hai, gấp 4 lần con số trước đó đã được báo cáo hồi tuần trước, trong đó hầu hết các trường hợp tử vong được báo cáo ở thủ phủ tỉnh Trịnh Châu. Những ngày gần đây, tỉnh An Huy, Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra mưa to. Hơn nữa, An Huy này nằm ở địa khu Giang Hoài, phải chịu ảnh hưởng kép của sông Trường Giang và Hoài Hà. Một số khu vực trong tỉnh bắt đầu ngập nước lũ. Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn nhà dân biến thành một vùng ngập nước, nhiều cửa hàng trong phố có nước dâng lên 2 mét. Người dân cáo buộc chính quyền xả lũ vào sáng sớm và không thông báo khiến họ trở tay không kịp. Do ảnh hưởng của xả lũ, trấn Vận Tào, huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy đã tuyên bố sơ tán toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên, ngay tại một bờ kè sông An Huy xuất hiện hàng loạt những chiếc lều đơn giản do chính người dân sơ tán dựng bằng nhựa và vải dệt. Cảnh tượng trông thật đáng thương. Những tình cảnh bi thảm này không được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Ngược lại, còn đưa tin rằng lũ lụt cũng không phải là một điều hoàn toàn xấu.
Thưa quý vị, hôm Chủ nhật tuần vừa qua, để giảm áp lực mực nước cao ở Sào Hồ, huyện Hợp Tây, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bắt đầu mở khu lưu trữ nước Tưởng Khẩu Hà. Chính quyền An Huy đã sử dụng máy xúc để đào một cửa xả lũ khoảng 100m trên bờ kè sông Tưởng Khẩu Hà. Hàng ngàn dân làng đã sơ tán, nhưng chính quyền không tiết lộ có bao nhiêu người dân chịu ảnh hưởng. Hiện tại, mực nước sông Trường Giang ở Đại Thông, tỉnh An Huy cao hơn mực nước Sào Hồ hơn 2m. Hồ Sào Hồ và các sông hồ xung quanh không có nơi nào để chảy đi. Các thành phố và thị trấn xung quanh Sào Hồ, bao gồm các khu vực của Hợp Phì, sẽ bị ngập trong nước trong một thời gian dài. An Huy lại một lần nữa bị nhấn chìm trong dòng nước lũ cuồn cuộn. Trước đó, Đài quan sát khí tượng thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy báo cáo rằng, kể từ 2 tuần trước khi bước vào mùa mưa, lượng mưa trung bình ở Hợp Phì lận đạt 1.289mm vào lúc 16 giờ ngày Chủ nhật, vượt mức 826mm trong năm 1991. Video cho biết miệng cống cầu Thanh Sơn Vũ Hán đã được mở. Người dân đã lên tiếng cảnh báo, nếu đến lúc phải chạy, hãy chạy thật nhanh. Thưa quý vị, gần đây ven biển của Trung Quốc xuất hiện những dị tượng hiếm thấy đáng sợ. Tại khu thắng cảnh Ngân Than, bãi cát bạc Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây, một số lượng lớn cá chết xuất hiện trên bãi biển. Chúng trải dài khoảng 4 km, khiến người dân địa phương phải thốt lên rằng quả là cảnh hiếm thấy. Họ cho biết tình trạng này đã kéo dài trong một tuần qua và số lượng cá chết vẫn đang tăng lên. Hôm Chủ nhật, truyền thông đại lục cho biết, gần đây một số lượng lớn cá chết đã xuất hiện trên các bãi biển ở khu thắng cảnh Ngân Than, Bắc Hải, nằm ở phía tây của bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Thủy triều đánh dạt xác cá chết vào bờ biển với số lượng rất lớn. Đoạn video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy cá chết rải rác khắp bãi biển, khu thắng cảnh Ngân Than, Bắc Hải cũng trở thành khu vực cá chết, cảnh tượng rất đáng sợ. Sau khi điều tra, quan chức địa phương cho biết hiện tượng cá chết trải dài trên bãi biển bắt đầu bùng phát từ cuối tháng trước và kéo dài trên bãi biển đoạn từ quảng trường La Mã đến Phùng Gia Giang ở Bắc Hải. Diện tích cá chết dài tới 6 km, một số mới chết trong ngày hôm đó và một số chết từ nhiều ngày trước. Các quan chức địa phương cho biết mỗi ngày khi thủy triều lên, khoảng 50kg cá sống bị thủy triều đánh dạt vào bờ và chết đuối, trong đó chủ yếu là cá đuôi vàng. Các loài cá khác thì ít hơn. Điều kỳ lạ là gần như chỉ có một giống cá bị chết. Vì vậy, hiện tại đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do hoạt động sinh học của một loài đơn lẻ hay do ô nhiễm môi trường. Có thông tin cho rằng chính quyền địa phương đã tiến hành lấy mẫu cá chết và nước biển để giám định. Hiện vẫn chưa có kết luận. Trước hiện tượng bất thường này, cư dân mạng bình luận sôi nổi. Cảnh sát sinh giết hại con cháu. Trước đây từng có diễn luyện ném bom nổ cá ở khu vực lân cận này. Không sao, ném bom nổ cá còn hơn bắn không quân. Trước đây, theo truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu vào tháng trước và công bố tới người dân thông báo đóng cửa biển, cấm mọi hoạt động hàng hải và đánh bắt cá trong vùng biển này. Hiện tại, cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc hơn một tháng. Việc liệu số lượng lớn cá chết có liên quan đến cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không hiện vẫn chưa được xác minh. Kính thưa quý vị, một thành phố ở miền Trung Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá trong bối cảnh xảy ra mưa lớn kỷ lục. Tại thành phố Trịnh Châu, đường phố đã biến thành sông, các đường hầm dưới lòng đất bị nhấn chìm và nước lũ đã len lỏi đến tầng 2 của các tòa nhà tại một số khu vực. Tình trạng mất điện trên diện rộng đã làm cho các ca phẫu thuật của bệnh viện bị gián đoạn và khiến một số bệnh nhân không được hỗ trợ sự sống. Các quan chức chính quyền công bố hôm thứ Tư rằng số người thiệt mạng chính thức tính đến hôm qua là hơn 30 người, hơn 10 người trong số đó từ một tàu điện ngầm bị ngập với 17 người đã mất tích. Nhưng cư dân của thành phố 12 triệu dân này nói với The Epoch Times rằng họ cho rằng con số thực tế còn cao hơn. Một cư dân họ Tạ nói với The Epoch Times rằng cô đã chứng kiến cảnh người dân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều ngày thứ Ba. Cô Tạ nói hôm thứ Tư rằng hai người phụ nữ đã bị lũ cuốn trôi khi cố gắng băng qua đường mà không có ai giúp đỡ. Chúng tôi đang đứng bên đường nhưng không thể giúp gì được. Về sau, cô đã giúp được hai người phụ nữ khác đang bị mắc kẹt dưới làn nước. Họ bám vào một cột đèn giao thông để khỏi bị cuốn trôi. Hai người đàn ông đã sắp xếp cho chúng tôi đứng nắm tay nhau để với tới những người phụ nữ đó và chúng tôi đã kéo hai người phụ nữ này lên lại. Cô Tạ nói, một người dân khác tên là Triệu Minh nói với The Epoch Times rằng dựa trên các báo cáo từ các đồng nghiệp của anh ấy, số người thiệt mạng phải lên đến gần 300 người. Theo một phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Ba rằng hơn 500 người đã bị mắc kẹt bên trong một tàu điện ngầm trong khi một đường hầm tàu điện ngầm bị ngập lụt. Có 20 người đã thiệt mạng bên trong tàu điện ngầm, 5 người khác phải nhập viện do bị thương.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hành khách ở giữa làn nước sâu đến ngực trong khung cảnh tối tăm. Một người sống sót có bút danh Okikiwan viết trên mạng xã hội rằng: "Nước ngập đến ngực tôi thực sự sợ lắm, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là làn nước mà là nguồn cấp không khí trong toa tàu đang cạn dần." Kokiji cho biết cô đã chứng kiến những hành khách khác bắt đầu nôn mửa, run rẩy và khó thở. Cô cũng đã bị bất tỉnh trong một lúc do thiếu oxy, cô ấy viết. Kokiji đã được giải cứu sau 2 giờ bị mắc kẹt trong tàu. Nhiều dịch vụ xe lửa đã bị đình chỉ trên khắp tỉnh Hà Nam. Đây là một đầu mối hậu cần phục vụ cho khoảng 100 triệu dân. Các đường cao tốc cũng đã bị đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Theo giới chức trách tỉnh, 89 quận đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 1,24 triệu người phải di rời chỗ ở. Từ thứ Bảy đến thứ Ba, lượng mưa rơi xuống Trịnh Châu là 720,1mm, gần tương đương với mức trung bình hàng năm là 730,8mm. Cục Thời tiết Trịnh Châu cho biết lượng mưa trong 3 ngày liên tiếp cùng một mức độ là điều chỉ có thể thấy ngàn năm có một. Trong khi các quan chức đổ lỗi cho trận mưa kỷ lục gây ra sự tàn phá, người dân Trịnh Châu nói với The Epoch Times rằng họ cho rằng nước xả từ các đập và hồ chứa đã khiến mức độ nghiêm trọng của lũ lụt thêm phần nặng nề. Hàng chục hồ chứa và đập ở Trịnh Châu và các khu vực lân cận hiện đã vượt mức nguy hiểm. Theo một người dân Trịnh Châu họ Ly, chiều ngày thứ Ba, chính quyền thành phố thông báo rằng họ sẽ xả các hồ chứa xung quanh thành phố. Nhưng anh Ly cho biết nước đã được xả trước thời hạn đó. Tôi nghĩ rằng chính nước xả ra đã gây ra lũ lụt, anh Lee nói với The Epoch Times hôm thứ Ba. Thành phố Trịnh Châu hôm thứ Tư cho biết họ bắt đầu xả nước từ hồ chứa Thường Trang, nằm ở phía tây thành phố vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Ba đến ban đêm. Mức nước tại hồ chứa rộng 32 dặm vuông này đã giảm 0,7 mét. Chính quyền cho biết một trong các đập khác của thành phố là hồ chứa Quách Gia Chủy đã bị vượt mức vào đầu ngày thứ Tư nhưng vẫn chưa có sự cố vỡ đập nào. Một số con sông trong khu vực có nguy cơ bị vỡ bờ khi các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư rằng mực nước các con sông này đã đạt đến mức đỉnh điểm. Tờ The Paper của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Ba cho hay một con sông ở địa phương đã bị vỡ bờ vào chiều ngày thứ Ba. Theo đó, nước lũ đã làm ngập các cánh đồng gần đó. Kính thưa quý vị, gần đây ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục liên tiếp xảy ra mưa bão. Vào ngày thứ Sáu, mưa đá cũng xuất hiện ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Bảo Định. Trước đó, vào ngày thứ Năm, một cơn lốc xoáy lớn ở thành phố Silihot thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ đã khiến cư dân mạng không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng cho rằng ông trời đang tức giận. Vào chiều ngày thứ Năm, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện ở Silihot, Nội Mông Cổ. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất, gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét cát và bụi vào không khí, che khuất mặt trời. Vào trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 6 hoặc cấp 7 trở lên. Bình luận về sự việc này, có cư dân mạng nói, thật đáng sợ và ngoạn mục. Ôi trời, lốc xoáy, mưa đá, lũ lụt cứ liên tiếp thì nhau kéo tới. Ông trời thực sự tức giận rồi. Năm 2023 thật bất thường, hy vọng mọi người đều bình an. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục tàn phá Trương Châu. Từ 20 giờ ngày thứ Năm đến 12 giờ ngày thứ Bảy, thành phố Trương Châu trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 175,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 điểm địa chất ở thành phố Trương Châu gặp nguy hiểm. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được tái định cư. Trong đó, quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, phóng viên được biết từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt rằng kể từ giữa tháng này, Trương Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn. Từ hôm thứ Ba tuần trước đó đến 18 giờ ngày thứ Bảy này, có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận trong thành phố bị ảnh hưởng, 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong, thiệt hại trực tiếp về kinh tế đạt 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa hôm qua, nước ngập trên nhiều tuyến đường, trong đó có đường Ưng Tân ở khu đô thị. Khi các phương tiện qua lại, nước ngập cao hơn cả bánh xe. Nhiều công nhân đang bơm nước ngập trên đường dưới trời mưa. Các công nhân nói với các phóng viên rằng do một máy bơm thoát nước không đủ nên họ phải dùng chổi để hút nước mạnh.
Tại huyện Bình Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, một số đoạn đường Jingkai ở thị trấn Xiaoxi, quận Lị có nước ngập sâu hơn 50cm vào sáng hôm qua. Lượng mưa liên tục ở các khe nứt của núi khiến sạt lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác tiếp tục xảy ra. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, nhân viên của một trạm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Khánh, quận Long Văn, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa. Theo đo đạc, vết nứt dài 120m, rộng 10cm và sâu 1,5m, vết nứt cách tường kho xăng khoảng 40m. Một khi sạt lở hoặc sạt lở đất xảy ra sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp bình thường của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm cung cấp khí chính cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Lưu Văn Bưu, Phó Thị trưởng thành phố Trương Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Vào lúc 12 giờ chiều hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trương Châu lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tuy nhiên, theo bản tin dự báo thời tiết cho biết sẽ nhiều mây vào ngày mai và trong những ngày tới. Theo Tân Hoa Xã, nước lũ vượt quá mức cảnh báo vào hôm thứ Bảy trên 5 trạm quan trắc chính của sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, chạy từ Tây sang Đông của Trung Quốc vì mưa lớn trong vài ngày qua. Các trạm quan trắc chủ yếu được đặt ở Trung và Lưu sông Tương gần Hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam và ở đoạn sông Tín gần Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Theo dữ liệu quan trắc thủy văn do Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố, tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Năm, mực nước tại các trạm quan trắc Kỳ Liên Sơn, tỉnh Hồ Nam, Hán Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Hồ Khẩu, tỉnh Giang Tây và Đại Đồng, tỉnh An Huy lần lượt là 34,65m, 26,96m, 19,32m và 15,66m. Trong đó, trạm Kỳ Liên Sơn đạt mức cao nhất lần thứ hai trong 33 năm qua. Các bản tin dự báo chính thức đang cảnh báo rằng sông Ô, một nhánh sông quan trọng của phía thượng nguồn sông Dương Tử, nằm trong tỉnh Quý Châu, cùng với trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử sẽ nhận lượng mưa lớn hơn cho đến ngày thứ Sáu tới, với mực nước được dự đoán sẽ tăng từ 1,5m đến 2,7m. Khi mùa lũ tới, các khu vực ngập nước của Hồ Bà Dương đã vượt quá 3.300 km2 lần đầu tiên trong năm nay, đạt 3.650 km2 vào hôm thứ Bảy, sớm hơn một tháng so với năm ngoái, cũng đã phá vỡ kỷ lục. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn nhất tính cả trận lũ hồi năm ngoái. Hồ Bà Dương lần đầu tiên vượt quá 3.300 km2 vào năm ngoái. Mực nước ở trung và lưu của dòng chảy sông Dương Tử cũng vượt quá mức cảnh báo, dẫn đến lưu lượng chảy vào hồ dự trữ của đập Tam Hiệp ở mức cao nhất kể từ khi con đập hoàn thành. Dự báo năm nay lại mang đến một mùa lũ đầy thách thức khác do lưu vực sông Dương Tử với khả năng cao xảy ra lũ lụt trong khu vực, nhưng cũng có sự đổi hướng nhanh chóng từ tình trạng lũ lụt sang hạn hán do lượng mưa phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian trên toàn bộ khu vực rộng lớn của lưu vực sông Dương Tử. Vừa qua, ông Vương Hiểu Đông, Tổng Chỉ huy Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, kiêm Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc đã trình bày tại một hội nghị về công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán rằng năm nay là năm đánh dấu 102 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản và công tác kiểm soát lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử đóng một vai trò quan trọng đáng kể. Sông Dương Tử là con sông lớn nhất ở Trung Quốc và châu Á và lớn thứ 3 trên thế giới. Tổng chiều dài của nó là 6.363 km. Chạy qua 11 tỉnh, khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Thanh Hải, Tứ Xuyên, Tây Tạng, Vân Nam, thành phố Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và thành phố Thượng Hải trước khi đổ vào biển Hoa Đông. Thưa quý vị, vài ngày trước cũng đã xảy ra một trận lũ quét trên sông Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ ở thành phố Căn Hà, Nội Mông Cổ, khiến cầu đường sắt bị phá hủy và một số chuyến tàu phải tạm dừng. Tài khoản trên Weibo của Cover News đưa tin, vào thứ Sáu tuần qua, một cây cầu đường sắt ở thị trấn Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ, thành phố Căn Hà, Nội Mông Cổ đã bị phá hủy. Toàn cấu trúc tổng thể của cây cầu đã bị sập. Bản tin nói rằng, một trận lũ quét đã xảy ra trên sông Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ và đã phá hủy cây cầu đường sắt của tuyến đường sắt chiều Ô dài 34,159m. Được biết, gần đây đã có những trận mưa lớn liên tục ở phần phía Bắc của Đại Hưng An Lĩnh và lượng mưa tích lũy ở thành phố Căn Hà trong khu vực này đã vượt quá 210mm. Theo CCTV, một ngày trước khi xảy ra sự cố, các chuyến tàu khách đi qua tuyến này đã bị tạm dừng. Sự việc này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Những tin tức liên quan xuất hiện trên danh sách tìm kiếm hàng đầu của Weibo. Những người chăn nuôi gia súc ở địa phương phát hiện đầu tiên và gọi cho cục đường sắt. Điều này không nên xảy ra. Vài ngày trước tôi cũng thấy một cây cầu ở Đông Bắc bị cuốn trôi. Rõ ràng đều là phần móng quá nông.
có hơi đáng sợ, may là không có chuyến tàu nào chạy qua. Một cây cầu đường sắt lớn như vậy bị cuốn trôi là cực kỳ hiếm thấy. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp được lệnh khởi công xây dựng bởi Giang Trạch Dân, kẻ thù ác chính trong đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Từ xưa tới nay, Tam Hiệp, Trường Giang vẫn luôn được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó nuôi dưỡng mảnh đất Thần Châu trong hàng ngàn năm. Theo phân tích của những bậc thầy phong thủy, việc xây dựng con đập trên dòng Trường Giang đã cắt đứt long mạch của Trung Hoa. Hậu quả là sẽ là những tai họa nối tiếp. Trước khi dự án xây dựng con đập được triển khai, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần viết thư gửi Giang Trạch Dân, kiên quyết phản đối và dự đoán về 12 hậu quả thảm khốc khi thực hiện công trình này. Đến nay, 11 điều dự ngôn của ông đã ứng nghiệm. Chỉ còn điều cuối cùng là bị buộc phải nổ tung đang đợi thời gian. 3 năm trước, con đập vốn đã bị biến dạng khi gặp phải dòng nước lũ lớn chưa từng có từ khi xây dựng, chỉ còn cách ngày đêm xả lũ để không bị vỡ. Hồ chứa Tam Hiệp trở thành quả bom hẹn giờ treo cao trên đầu của hơn 600 triệu người ở 6 tỉnh và một thành phố ở Trung Hạ Du Trường Giang, nằm phía dưới Tam Hiệp như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Mưa lớn tại Vũ Hán vào 2 ngày vừa qua, lượng mưa tối đa là 516,6mm. Đây là lượng mưa trong ngày cao nhất trong các ghi chép lịch sử. Đoạn video được chia sẻ trên Internet cho thấy Vũ Hán mới hết dịch bệnh lại chìm ngập trong nước lũ giống như một đại dương mênh mông. 4 dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, lưu vực Hồ Động Đình, nhánh sông dọc theo các con sông ở Hồ Bắc và lưu vực Hồ Phàn Dương đều tấn công hướng vào Vũ Hán. Nơi đây có thể phải trải qua một trận lụt lớn hơn năm 1998. Cho đến nay, 27 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc đều gặp phải lũ lụt lớn, lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoài, Hồ Động Đình, Hồ Phàn Dương, Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô đều ở mức cảnh báo khẩn cấp, mức cao nhất trong thang 4 cấp của Trung Quốc. Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ, từ tháng trước đến nay có 438 con sông trên cả nước đã trải qua lũ lụt vượt quá cảnh báo quá mức. Trong đó, 38 con sông đã trải qua trận lụt lịch sử và hầu hết Trung Quốc đã bị lũ lụt. Chính quyền Trung Quốc thông báo có 41,98 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên thực tế, hơn hàng trăm triệu người có thể bị ảnh hưởng. Lượng mưa vẫn đang tiếp tục. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, từ 10 ngày nay đã có những cơn mưa xối xả ở phía đông của khu vực Tây Nam, Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Hoài, vùng Tây Bắc của Giang Nam và các sông nhánh ở Trung Hạ Du Trường Giang. Một số khu vực khác có mưa rất lớn hoặc vô cùng lớn. Vào lúc 3 giờ chiều hôm thứ Sáu, khi cuộc họp của Ủy ban Quốc gia khai mạc, bầu trời ở Bắc Kinh đột nhiên chuyển sang màu đen, giống như màn đêm, kèm theo mưa lớn, sét đánh sáng lóe cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang trời. Một số cư dân mạng đồn đoán trời có dị tượng, tất có sự kiện lớn xảy ra, thường là thảm họa. Lại có người khác bày tỏ đây là lời cảnh báo từ thiên thượng khi người người đều oán hận. Một cư dân mạng khác chia sẻ, vốn bản thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não thành người theo thuyết vô thần, nhưng hiện giờ không thể không thừa nhận. Đây thực sự là tiết tấu dự báo trời diệt Trung Cộng. Từ 8 giờ tối ngày thứ Ba đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư, nhiều tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây lóe lên sấm sét mưa bão dữ dội, tổng cộng có 150.000 lần sét đánh, không ít người giật mình tỉnh giấc. Từ 4 giờ chiều ngày thứ Ba đến 4 giờ chiều ngày thứ Tư, Hồ Nam cũng có 34.462 lần sét đánh. Tại Cát An, Phận Nghi, tỉnh Giang Tây, sáng thứ Tư sấm sét đan xen, có cư dân mạng nói, trong 12 giờ mà có 150.000 tiếng sét, chứng tỏ vì oan án và oán hận quá nhiều. Trước đó, khu vực trung tâm thành phố của Trùng Khánh có cuồng phong kèm theo mưa đá, sấm sét vang trời, tia sét rạch ngang bầu trời, nửa đêm mà sáng như ban ngày. Theo Đài khí tượng Trùng Khánh, thời gian đó có đến 9.570 tiếng sét. Có cư dân mạng ở Trùng Khánh bày tỏ lại bị tiếng sét đánh tỉnh giấc, sấm sét ầm ầm, mưa lớn và mưa đá hợp lại, cứ như thể là bom nguyên tử đang nổ bên tai. Còn có người dân thành phố Trùng Khánh cho biết, thời tiết quái dị cực đoan là có liên quan tới cái mà chính phủ gọi là dịch bệnh gia tăng 0%, che giấu dịch bệnh. Nhân loại hiện nay không là việc đáng làm của một con người, làm quá nhiều điều xấu, những người này đã không còn là người nữa rồi. Do vậy, ông trời nổi giận, trời đánh 5 tiếng sét. Từ đầu năm đến nay, Bắc Kinh xảy ra 6 lần động đất với cường độ lần lượt là 5,2 độ, 4,1 độ, 3,7 độ, 3,1 độ, 2,5 độ, 5,6 độ. Bắc Kinh là thủ đô của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù cường độ không cao nhưng tần suất cao. Thời Trung Quốc cổ đại,
quân vương thường coi động đất là cảnh báo cho việc di chính thất đức, nghĩa là thất bại về chính trị. Theo đó, 6 trận động đất liên tiếp ở Bắc Kinh được lặp đi lặp lại, cảnh báo tới các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, Tân Cương xảy ra hơn 140 lần động đất cấp 3 trở lên, trong đó có 107 lần là từ cấp 3 đến 3,9, 23 lần từ cấp 4 đến 4,9, 8 lần từ cấp 5 đến 5,9, 2 lần từ cấp 6 đến 6,9 độ. Trận động đất lớn nhất là ở huyện Penjiwat, một huyện thuộc địa khu Khanga, khu tự trị Tân Cương xảy ra động đất 6,4 độ và ở Vu Điền trận động đất cấp 6,4 độ. Thưa quý vị, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc hiện đang gặp phải gió mạnh lớn nhất trong năm nay, tốc độ gió đột ngột lên cấp 12. Hồ Côn Minh Di Hỏa Viên ở phía tây Bắc Kinh có xuất hiện thủy triều lớn lần thứ 4. Một ngày sau, có cư dân mạng phát đi video quay ở hiện trường. Kể từ năm 1884, từ khi Thái Hậu lui về Di Hỏa Viên, đến nay 136 năm, Hồ Côn Minh xuất hiện 4 lần thủy triều cao. Lần thứ nhất là tháng 11 năm 1908, 10 ngày trước khi Từ Hy mất. Lần thứ hai là tháng 6 năm 1916, 3 ngày trước khi Viên Thế Khải chết. Lần thứ ba là tháng 8 năm 1976, khoảng nửa tháng trước khi Mao Trạch Đông chết. Hôm qua, nước Hồ Côn Minh lại dâng lên, không nhẹ Bắc Kinh quả là sắp có đại sự, sắp thay đổi triều đại rồi ư. Hôm nay tại Tây Lâm Hạ, một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Tây Lâm Gôn, khu tự trị Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng, cột gió xoáy lớn nối liền trời đất. Những nơi vòi rồng đi qua, cát bụi vật thể bay điên cuồng, dòng khí do gió xoáy hình thành nên cuốn cát bụi lên không trung, che cả trời đất. Cư dân mạng nói, ông trời nổi giận rồi.